Nhà đất Khánh Thành, khu đô thị mới Mỹ Trung. Xin kính chào các quý vị khách hàng. Bên em đang có sản phẩm là lô góc, diện tích là 102 m², mặt chiều rộng là 10 m7, sâu vào là 10, chiều dài là 12 m4, hướng Tây Nam. Đường ở đây là giáp với trục đường mày góc này, là sau một dãy mặt đường 45 m. Vị trí đất trên là gần trường học, gần cả ủy ban nhân xã Nam Mỹ, gần trường trung tâm dạy nghề số 3 của trường lái xe. Ở đây là gần trường X20. Khu vực ở đây thì là đất rộng, giá lại rẻ, hợp lý phải chăng. Các bác có nhu cầu đầu tư hoặc mua ở thì đều là hợp lý. Ở đây là cách trung tâm thành phố Nam Định là 3 cây số. Khu vực này ở đây là với mật độ dân cư đã xây dựng đông, mặt đường chính là đã xây dựng cũng tương đối nhiều, đều là buôn bán kinh doanh được. Với căn góc này thì các bác có thể là xây nhà, khuôn viên là rộng rãi. Hai là phía bên đối diện ở đây thì là không có nhà xây dựng nên là cũng vị trí đất thoáng. Các bác có nhu cầu mua bán hoặc ký gửi hồ sơ đất trên khắp thành phố Nam Định hoặc là các tỉnh lân cận thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại là 0946218580. Em tên là Khánh. Các bác hãy xem kênh và ủng hộ kênh để mỗi khi có video hoặc là bất động sản mới thì nó sẽ hiện về các máy của các bác luôn. Em xin kính chào các quý khách hàng. Đây là đường to vỉa hè rộng hướng Tây Nam. Ở đây là giáp với cái khu vực to luôn, thông thoáng. Đấy, đường chạy còn chạy xuống dưới kia còn dài ạ. Các bác hãy xem kênh và đăng ký kênh để khi mỗi khi có bất động sản mới thì em sẽ hiện với các bác luôn. Đây là hướng Tây Nam các bác nha. Xin chào các bác.